Dạ, kính thưa quý bà con cô bác đang theo dõi kênh YouTube Thầy Võ Thuốc Nam nha. Trước đây là có cái cây bạc hà núi ha, được khởi phòng bắt đầu là lan truyền rộng rãi. Rồi sau nữa đây là tới cái cây thổ biệt hay người ta còn kêu là cây thà lài nha. Đồn là nó trị tiểu đường. Theo như Vũ biết thì cái cây này Vũ đã biết cách đây khoảng 30 năm, lúc đó Vũ mới học lớp 9. Là có người đồn là nói nó du nhập từ bên Malaysia hay là Ấn Độ hay là Indo gì đó. Thì đồn hồi xưa là nhai như vậy là nhai là 21 lá một ngày là có thể chữa được tiểu đường. Chữa hết tiểu đường luôn á. Thì lúc đó Vũ chỉ là học sinh thôi, thì cũng có lấy cho có bà cô bị tiểu đường mà bệnh, bà cũng thăm căn khú đế cho bà nhai thì cũng một lần 21 lá. Rồi sau đó đó là tăng lên nhai một lần như vậy là 5-7 đọt nha. Rồi kết quả cuối cùng đi thử đường bả lại thì đường mới cũng lên cũng xuống, cũng lên cũng xuống chứ không có hết. Thì gần đây là nghe cộng đồng mạng bắt đầu chia sẻ là cái cây này là chị hết tiểu đường, chia sẻ gầm gỗ lắm, mà chia sẻ lên chỗ này chỗ nọ chỗ kia ha, có số người chưa biết tên. Cái này bên đông y mình gọi là cây thổ biệt nha, thổ biệt. Còn số người kêu nó là thài lài này kia thì nó cái hình nó cũng giống như là cái giống như là rau chay đó nha. Hình nó thì cũng giống như là rau chay mà nó mảnh như cọng chỉ vậy đó. Này là nó không có tốt nè, chỗ này nó hơi tốt nè. Này nó mọc theo đường lộ luôn. Mình cũng dễ trồng lắm, mình tách ra là mình trồng nè. Đó, Vũ để im cho các bạn theo dõi nha. Thì cây này thì thiếu gì nha. Người ta trồng làm kiểng đồ chơi này nọ kia. Thì Vũ cũng có nghiên cứu cái cây này. Thì hiện nay là Vũ muốn nhai sống thì mình bứt, mình rửa sạch bằng nước sạch, xong rồi rửa nước muối loãng thì mình cũng có thể nhai sống được nha, 20-30 gram. Thì quý vị thấy ở trên nó xanh, ở dưới nó hơi tím nha. Đó, thì nó gần giống như lá mơ á. Ở dưới nó hơi tím, thì cái gì tím thì nó đi vô thận, cái này nó cũng hỗ trợ thận được, cho nên là nó cũng có thể là bổ thận, tăng cường cái chức năng thận thì nó bổ thận được. Thì cái thận nó có cái tiếng thượng thận, nó có tiết ra adrenaline với norepinephrine nha, thì nó cũng có tham gia là giúp cân bằng đường nha. Thì tuy nhiên á, là nếu mà nói cái cây này mà chữa hết tiểu đường luôn á, thì cũng chưa có báo cáo nghiên cứu rõ ha. Có một số người á, thì cũng lấy ra nhai nha, rồi nấu nước uống, lần uống vậy 50-70 gram. Thì nó cũng có tác dụng á, là ổn định hạ đường huyết được thời gian nha. Thì hai cách sử dụng là nhai tươi thì nhai 20 gram tới 30 gram, còn nấu nước uống thì 50 gram hoặc 70 gram cũng được nha. Nấu dụ sắc với 3 lít nước, còn lít rưỡi. Đồn đại ầm ĩ lên thì ai mà uống hết luôn á, thì ở đây Vũ nói là mình, nếu mà mình nói mình uống hết luôn á thì mình gọi là hết tiểu đường á, thì mình phải đi xét nghiệm cái HbA1c. Tiểu đường là phải xét nghiệm HbA1c ha, là nếu mà nó dưới dưới 6.5 6.4 trở xuống á, mà mình xét nghiệm tháng này rồi tháng sau 3 tháng liên tiếp mà đường dưới 6.5 thì mình mới kết luận là hết tiểu đường nha, chứ không phải mới nhai vô cái đi test lại cái đường nó dưới 120 mg hoặc là nó dưới 6.5 cái mình nói mình hết tiểu đường là cũng nhiều khi cũng không đúng nha. Cho nên ở đây là có những cái mà mình ngộ nhận nha, giống như cây bạc hà núi vậy đó, uống cái này cái kia tùm lum tùm la cái hết, cái tới uống qua bạc hà núi cái hết bệnh.
cái nói là do Bạc Hà núi, chứ thực tế là do một số trường hợp là uống thuốc với can thiệp bên y tế, bên bệnh viện, thuốc Tây, rồi thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi sau đó là mới uống vào Bạc Hà núi. Rồi mà một số trường hợp ung thư uống hết là do lá đu đủ chứ không phải do Bạc Hà núi. Cho nên là đồn đại nhiều người tưởng nó là thằng dược, uống bệnh gì cũng hết, sắp chôn uống cũng hết, rồi cuối cùng người cũng chết nha. Rồi nhiều người trúng độc nguy kịch hơn đó. Ví dụ như Bạc Hà núi là nhiều người uống nguy kịch, thì các bạn qua kênh YouTube thầy Vũ Thuốc Nam á, các bạn coi chia sẻ nhiều cái trường hợp là nguy kịch đó, là người ta tới tìm mình đó, rồi mình có ghi hình lại đó, thì ghi hình một số trường hợp thôi chứ thực tế rất là nhiều nha. Gần đây là ở Tiền Giang là 3 ca uống Bạc Hà núi đang trúng độc, sở y tế ta đang vào cuộc nha. Thì cũng từ cái kênh của anh TD anh chia sẻ ta uống về ta nguy kịch rồi, bên sở y tế ta đang làm việc ha đó. Còn ở đây Vũ chia sẻ cái cây thổ biệt hay kêu là cây thề lài, thì cái cây này thực sự là không có chữa được tiểu đường nha. Tuy nhiên là bà con cũng có thể áp dụng cái cây này, mình nhai hoặc mình nấu nước mình uống ha. Nhai thì cỡ 20-30 gram trở lại thôi, nhai phải rửa nước muối, còn nấu nước uống thì 50-70 gram cũng được. Mình nấu với 3 lít nước còn 1.5 lít nha, làm nước uống trong ngày thì uống tham khảo cây này cũng được, nó cũng có tác dụng là ổn định đường huyết được thời gian. Còn muốn mà hết tiểu đường luôn á thì vào kênh YouTube của thầy Vũ Thuốc Nam có chia sẻ cái bài thuốc đặc trị đó, thì tới nhà thuốc mình làm từ thiện nha, mình cam kết là mình chữa khỏi được tiểu đường ha, không chữa khỏi cứ bắt đền nha, chứ để tránh tình trạng là mình thổi phồng lên mình nói nó chữa khỏi tiểu đường rồi cứu ruột là chữa cũng không được, thì thành ra chia sẻ không đúng sự thật nha. Nhưng mà đỡ hơn là cây này là nó không có độc như Bạc Hà núi ha, lỡ uống không hết bệnh thì cũng không sao, không chết nha. Thì bà con có thể tham khảo uống thử ha, tại vì nó chữa không hết được thì nó cũng không có bị trúng độc, cũng không đến nỗi nào nha. Thì vừa rồi mình có chia sẻ cái cây thề lài, cái thổ biệt cũng có tác dụng là hỗ trợ điều trị tiểu đường nha, tuy nhiên là cũng không có hết luôn. Muốn hết luôn thì vào kênh YouTube thầy Vũ Thuốc Nam có chia sẻ cái bài thuốc đặc trị tiểu đường với thuốc Nam với thuốc đặc trị. Thì đến nhà thuốc mình ở nhà bàn Tịnh Biên nha, tỉnh An Giang, vào ngày Chủ nhật hút thuốc, ngày Chủ nhật nha, mình hút thuốc từ thiện có thể là chữa khỏi tiểu đường cho bà con, là khỏi có nghĩa là 3 tháng liên tiếp mình xét nghiệm lại cái HbA1c nó dưới 600 năm nó hết luôn, nha 3 tháng liên tiếp thì mình mới kết luận là hết tiểu đường chứ không phải uống vô hết liền nha. Thì mình chia sẻ những cái gì thì mình phải có trách nhiệm nha, mình phải nói đúng sự thật, hết nó hết, không nó hết nó không, nó không, chứ đừng có làm thành cái phong trào người ta tưởng là hết mà cuối cùng uống hết là trễ nải bệnh tình ta. Tuy nhiên cái cây thổ biệt thề lài này thì uống không hết cũng không sao ha, cũng không có gây hại sức khỏe. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn ăn là thành công ha, có thể áp dụng được cái cây thề lài, cái cây thổ biệt này để điều trị ổn định đường mình được.